Thành được 2 triệu vẫn sướng chán, cuộc sống Lương Thế Thành với 300.000 vợ cho mỗi ngày còn choáng hơn. Chứng Thành được 2 triệu mỗi ngày mà vẫn muốn xin thêm, vậy với 300.000 thì Lương Thế Thành phải sống như thế nào? Trong một bài phỏng vấn mới đây, Harry Won chia sẻ rằng mỗi ngày đưa cho Chứng Thành 2 triệu để chi tiêu khiến nhiều người ngỡ ngàng. Và cũng với vai trò là tay hòm chìa khóa trong gia đình, Thúy Diễm cũng từng tiết lộ rằng mỗi sáng bỏ ví chồng 300.000 chỉ cho uống cà phê và ăn sáng, không được tiêu gì thêm. Nhiều người đã rất ngạc nhiên trước số tiền mà nam diễn viên điển trai được vợ chu cấp cho mỗi sáng, vậy cuộc sống của anh sẽ như thế nào? Thúy Diễm từng chia sẻ chỉ cho chồng khoảng 300.000 để ăn sáng và uống cà phê, không tiêu gì thêm. So với số tiền 300.000 thì 2 triệu của Chứng Thành xem ra vẫn còn rủng rỉnh. Và quả thật, ngoài tiền ăn sáng uống cà phê thì có lẽ Lương Thế Thành không cần tiêu thêm gì nữa. Bởi hai vợ chồng cô lúc nào cũng kè kè bên nhau, từ đi chơi, du lịch hay sự kiện thì cặp đôi cũng dính như Sam. Và chắc chắn những khoản đi chơi này sẽ được người giữ tay hòm chìa khóa mở quỹ rồi. Chính vì thế mà cuộc sống của Lương Thế Thành vẫn rất rủng rỉnh, thật khó mà tìm thấy những hình ảnh cặp đôi này đi đánh quả tẻ. Ăn uống lúc nào cũng thấy mặt cả đôi luôn. Luôn có thủ quỹ đi cùng thì Lương Thế Thành chẳng phải lo gì đến tiền nong. Như vậy thì cứ thoải mái mà ăn tiêu bởi đã có vợ chi hầu bao. Cuộc sống của cặp đôi hiện tại rất hạnh phúc và viên mãn. Lấy chồng như Harry Won ai chả muốn. Có thể Harry Won không chọn người tốt nhất, nhưng cô ấy đã chọn được người phù hợp với mình nhất. Sau một thời gian ngắn yêu nhau trong thị phi, Harry Won và Chứng Thành quyết định làm đám cưới. Điều này khiến nhiều người bất ngờ, bởi trước đó họ nghĩ cặp đôi này yêu giả để đánh bóng tên tuổi. Thậm chí nhiều người còn cho rằng đám cưới của Chứng Thành và Harry Won cũng chỉ là hợp đồng hôn nhân và sẽ kết thúc rất nhanh. Thế nhưng, có lẽ mọi lời đồn thổi đã sai khi nhìn thấy nụ cười viên mãn hạnh phúc của Harry Won sau nhiều tháng kết hôn. Có thể Chứng Thành không phải người tốt nhất nhưng lại là người phù hợp với cô nhất. Trong bài phỏng vấn gần đây, Chứng Thành cũng khiến rất nhiều cô gái phải ghen tị với Harry Won khi anh tiết lộ về cuộc sống sau hôn nhân. Không cần nấu ăn. Với người phụ nữ hiện đại trở thành vợ đảm với đủ mọi thứ lo toan chu toàn cho cuộc sống, đôi khi là một gánh nặng. Thậm chí nữ công gia chánh là tiêu chuẩn cần phải có để trở thành vợ trong quan niệm của không ít người. Thế nhưng, Harry Won không cần phải nhọc sức để làm điều đó. Harry Won không biết nấu ăn, Chứng Thành cũng không biết, thế nên cả hai lựa chọn giải pháp đi ăn hàng. Hai đứa đều rất thích ăn mà lại không giỏi trong việc bếp núc, nên có một niềm vui chung là đi sưu tập những món ăn ngon. Tôi là người có thể ăn ở một quán vỉa hè, quán cóc hay vào những nhà hàng năm sao. Thế nên, chúng tôi ăn đủ thứ từ cao cấp đến bình dân, miễn là nó ngon là chúng tôi hạnh phúc rồi, Chứng Thành kể. Không phải làm dâu. Mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu cũng là nỗi ám ảnh của rất nhiều cô gái khi bước chân vào hôn nhân. Thế nhưng Harry cũng chẳng phải lo lắng điều này. Theo tiết lộ của Chứng Thành, thì mẹ anh không khắt khe gì với con dâu cả, thậm chí chẳng bắt Harry Won phải làm gì hết. Không những vậy, cả hai còn thường xuyên về nhà ngoại để ngủ. Chứng Thành cũng đối đãi với gia đình nhà ngoại hết sức chu toàn và chăm chút. Chồng đưa cho hết tiền kiếm được. Sau khi kết hôn, Harry Won đã sử dụng quyền lực của người vợ để yêu cầu Chứng Thành giao nộp toàn bộ thu nhập kiếm được. Thế nhưng, thay vì cảm thấy bị kiểm soát, thì Chứng Thành lại thấy khá thích thú về điều này. Anh có cảm giác mình vừa có thêm một cô thủ quỹ kim kế toán, kim gối ôm mỗi tối mà hoàn toàn không phải trả đồng lương nào cả. Được là chính mình. Trong bất cứ mối quan hệ nào, đặc biệt vợ chồng thì được sống với bản chất của mình, được rất nhiều người mong muốn. Harry Won may mắn được sống như vậy. Chứng Thành cho biết, tôi yêu cô ấy vì cô ấy là Harry. Vì thế cả hai chẳng cần màu mè tô vẽ hay thay đổi điều này điều kia để thích nghi mà vẫn tự động dính lấy nhau. Tâm đầu ý hợp với chồng. Ngoài sở thích ăn uống, Harry Won và Chứng Thành còn khá tương đồng với nhau trong sở thích, cách suy nghĩ, cư xử, đối đãi với người khác và cả thú tiêu khiển. Hơn cả, Harry Won và Chứng Thành hợp cả với nhau trong cả cách trò chuyện hàng ngày. Bởi vậy, họ có thể nói chuyện với nhau suốt mà không chán. Chứng Thành bật mí, hai người thường xuyên ôm nhau và trò chuyện đến tận 3 giờ sáng. Lúc nào cũng vậy, có ngày đi làm về mệt lắm rồi, tôi nói với cô ấy bữa nay ngủ nha, mà leo lên giường rồi cũng nói. Mà vợ tôi kể chuyện rất sinh động, tôi thì minh họa, hai đứa bổ sung qua lại tới mức không thể dừng lại được, Chứng Thành kể.
được chồng xuống nước trước mỗi khi tranh cãi. Trong đời sống vợ chồng, không thể tránh được những lúc bát đũa xô lệch, giận hơn cãi vã. Bản tính của đa số đàn ông là cứng rắn, còn phụ nữ lại muốn mình được đối xử mềm mỏng hơn. Bởi vậy, có một câu nói được rất nhiều chị em chia sẻ: xin lỗi trước không phải vì ai đúng ai sai, mà bởi vì bạn quan trọng mối quan hệ đó hơn cả sĩ diện của chính bản thân mình. Trấn Thành hiểu điều đó, vì vậy anh luôn là người xuống nước trước. Anh bày tỏ: tôi không nhẫn tâm để người phụ nữ mình thương buồn bực nên nhường một chút. Chẳng ai sai cả thì ai nhường ai, mình là đàn ông mình phải nhường, đó là quy luật. Được chồng tin tưởng, đây cũng là ước mơ của rất nhiều người vợ, nhất là những người nhỡ may sở hữu một ngoại hình xinh đẹp và thu hút. Bởi vì trong số họ rất nhiều phải chịu khổ sở vì sự ghen tuông, nghi hoặc của chồng. Harry Won thì may mắn có được cả nhan sắc, cả sự thu hút và cả sự tin tưởng của chồng. Tuy nhiên, Trấn Thành tâm sự, chính cách cư xử của Harry Won đã xây dựng niềm tin đó trong anh. Cô Harry này, cô ấy là người mà khi chưa có người yêu thì rất bay bướm hay thả thính. Nhưng mà được cái, khi cô ấy bắt đầu bước vào mối quan hệ, cô ấy sẽ nghiêm túc tuyệt đối, cắt tất cả những tia mắt có thể gây nguy hiểm đến mình, tới mức độ người đàn ông đối diện không dám tiếp cận để cua. Đó là điều mà ngày xưa Harry quen Tiến Đạt tôi đã từng bị. Tôi thấy cô này sao mà cưng quá vậy, mình cũng để ý, nhưng mà khi mình lại gần cô ấy sẽ cho mình hiểu rằng bạn là bạn, không có gì có thể tiếp cận được. Tôi rất thoải mái, tự tin và yên tâm với vợ mình. Harry rất sợ đàn ông đụng vào da thịt, chụp hình khoác vai cũng không được, Trấn Thành cho biết. Bởi có niềm tin nên Trấn Thành cũng rất thoải mái khi nhắc đến người yêu cũ của vợ. Thậm chí anh rất ủng hộ Harry giữ mối quan hệ bạn bè với Tiến Đạt vì cho rằng đó là một người đặc biệt trong cuộc đời cô. Lý do Cường Đô La Hạ Vi giả vờ chia tay. Sau chuỗi ngày hiểu nhầm, khán giả đã phát hiện bằng chứng Cường Đô La và Hạ Vi chưa chia tay. Nhiều lý do được đưa ra để giải thích cho việc này. Cụ thể, vào ngày 8 tháng 3, Quốc Cường có đăng tải trên trang cá nhân hình ảnh đang ôm một bó hoa với màu tím là chủ đạo, kèm theo dòng trạng thái Happy Woman Day cả nhà. Vào ngày hôm sau, khán giả nhanh chóng nhận thấy Hạ Vi đăng tải hình ảnh một bó hoa tương tự như vậy, cũng với hoa tím là chủ đạo đi cùng giấy bọc màu tím, đi kèm theo bức ảnh là dòng trạng thái Một tình yêu một bó hoa cho em. Có vẻ như hot girl và người mê đang cảm thấy rất hạnh phúc với chuyện tình của mình. Chính điểm trùng hợp này đã khiến cho khán giả dấy lên nghi ngờ rằng cặp đôi bấy lâu nay đã che giấu tình yêu của mình, chứ không hề có chuyện được ai nấy đi như những lời đồn thổi. Nhưng tại sao cả hai phải che giấu niềm hạnh phúc của mình như vậy? Không ít khán giả đã đặt ra câu hỏi này khi thấy Cường Đô La và Hạ Vi ngầm công khai chuyện tình trở lại. Trong khoảng thời gian yêu Cường Đô La, cô Tắm đã phải chịu không ít thiệt thôi, điều tiếng liên tục bị lấy ra so sánh với vợ cũ và người tình. Về nhan sắc, Hạ Vi mang trong mình nét đẹp ngây thơ trong sáng và mong manh khiến người ta muốn che chở. Trong khi đó, Hồ Ngọc Hà lại có một nét đẹp của sự mặn mà từng trải và viền y. Bởi vậy, khi bị dư luận đặt lên bàn cân, phần nào sự nhẹ nhàng của Hạ Vi nhạt nhòa trước cái đẹp dữ dội của Hà Hồ. Về sự nghiệp, Hạ Vi vừa mới chân ướt chân ráo bước vào làng giải trí chưa bao lâu, nên chưa gặt hái được thành công gì. Trong khi với thâm niên hoạt động nghệ thuật lâu năm, Hồ Hà hiện tại là một ngôi sao hàng đầu của showbiz, có tầm ảnh hưởng lớn hơn. Bởi vậy, cũng rất dễ hiểu khi khán giả cho rằng Hà Hồ hơn đức tình mới của Cường Đô La cả về tài lẫn cả sắc. Hơn nữa, cô cũng chịu áp lực rất lớn từ những người hâm mộ cặp đôi Cường Đô La và Hồ Ngọc Hà, vì bị tố đang dựa hơi hai người này để có cơ hội nổi tiếng thăng tiến trong showbiz. Trước khi xuất hiện danh xưng hot girl vạn người mê, thì cô Tắm luôn bị cợt mát với danh xưng bạn gái Cường Đô La. Mà khi nhắc đến Cường Đô La thì người ta sẽ nhớ ngay đến Hồ Ngọc Hà. Do vậy, Hạ Vi không ít lần bị anti-fan tấn công, chỉ trích về vấn đề này. Không chỉ chịu những áp lực từ vợ cũ của Quốc Cường, mẹ của người tình cũng được cho là một lý do. Hồ Ngọc Hà từng bị vướng vào nghi án, bị mẹ chồng không chấp nhận là con dâu vì cô xuất thân từ showbiz đầy thị phi. Sau nhiều năm chung sống với Cường Đô La, dù đã có với nhau một mặt con nhưng vẫn không có đám cưới nào diễn ra. Thậm chí vào năm 2014, khi công ty của gia đình Quốc Cường do mẹ Cường Đô La, bà Nguyễn Thị Như Loan làm chủ tịch hội đồng quản trị, báo cáo tài chính thì khán giả đã phải ngỡ ngàng vì Hà Hồ không hề sở hữu bất cứ cổ phần nào. Hạ Vi cũng là một nghệ sĩ trong làng giải trí, bởi vậy, đứng trước một người phụ nữ đanh thép và cứng rắn như bà Như Loan,
thì một kịch bản lặp lại như Hà Hồ là hoàn toàn có thể xảy ra. Với vô số những lý do gây cản trở như vậy, việc Cường Đô La và bạn gái hot girl quyết định giấu diễn màn kịch chia ly lâu như vậy để mặc cho khán giả hiểu nhầm, dư luận đồn đoán cũng hoàn toàn là dễ hiểu.